Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các mẫu xe đạp đua 9X Rapid 2.0, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu Ý và cũng là một cái thương hiệu mà rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi. Thì hôm nay về một cho các bác một chiếc xe đạp đua khung carbon được sử dụng bộ chuyển động Shimano 105R7000, 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. Và toàn bộ xe là được em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng nguyên zin tất cả tận 100% về. Các bác có thể nhìn trên hình khung xe là full carbon và được chạy dây chạy âm sườn. Thiết kế khí động học, toàn bộ là đều là khí động học. Cái cản gió di chuyển trên đường được cái tốc độ cao hơn carbon. Design in Italy, thiết kế theo công nghệ của Italy, của Ý. Khung sườn xe thì các bác có thể nhìn thấy trên hình là còn rất là đẹp, chỉ do nó đã qua quá trình sử dụng hoặc là sửa bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ và xước răm không thể tránh khỏi. Còn về sơn chi rồi chất lượng màu các thứ là còn rất là đẹp. Rapid 2.0 dòng xe carbon của 9X và có bộ vành nhôm cao bản nữa nhé, sử dụng bộ vành nhôm cao bản cũng zin theo xe này. Đi theo xe và cách đán đũa, cách đán đũa rất là đẹp. Các nhìn này, ba đũa song song với nhau rất là đẹp. Sử dụng bộ chuyển động Shimano 105, đây là dòng R7000, 11 lít, 11 tầng lít và 2 tầng đĩa. Đạp đĩa cũng là Shimano R7000, đi đạp của Brewell các bác nhé, Victor. Đấy, và cái cách thiết kế cái đĩa đạp này cũng rất là độc đáo này, rất là đẹp. Nguyên zin hết các bác nhé, đây cũng là nguyên zin nhà máy người ta ra, nhà sản xuất ra đấy, tất cả xe là nguyên zin hết, đùi trục chống. Cùng phanh ba mảnh của Techo, phần bàn ni lông thì đây trang bị bộ tay lắc Shimano 105 giờ 7000. Xong giờ 7000 là chữ sẽ được viết ở chỗ này thôi nhé. Mây bi vòng trước bánh sau cối lổ, sau bi vòng cối lổ. Đó sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 48 cm. Thì là size cũng xe khá là nhỏ, nên các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Full bộ 105 với 11 tầng lít và 2 tầng đĩa. Chuyển động này cực kỳ mượt mà đây. Cấu hình này cũng thuộc dòng cao cấp và dòng Shimano này, mà sử dụng các thứ là rất là nhạy. Chiếc xe đang vừa nên em mức giá là 18.900.000, bao ship toàn quốc, tới cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đang bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.